มีสิ้นมีสิ้นตำงูเนาะเขาตามไปเห่าตามไปเห่าตามมาตามกูดีนี่เอ๋น่ะเจอลักไปนุกอนไปไว้จุghê là cái trạm xe nghe đó đường mình xuống làng Long Tôn cái như này cả Long Tôn cấp thang cái bể cái cua và cái thốt đi mình qua dốc rồi đi đúng rồi đây là cái máy đó muốn lên trên đỉnh cao của quận gió phải qua cái đèo này qua dốc luôn công ty cổ phần Tân Nhật công ty cổ phần Tân Nhật nhà máy điện gió Kon Tum Việt Nam quá đẹp luôn làm xây dựng một quan công ty cái đẹp không chào
Thành làng Long Tôn. Không. Long Tôn này. Long Tôn. Cái nhà Long này. Nhà Long họ mới làm này. Rất có đẹp. Nhà Long họ làm chắc làm trước Tết sau á. Cái này đường Hồ Chí Minh này. Sắp tới đường Hồ Chí Minh này. Mình. Rồi video kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa để giải trí, các bạn cho mình like, chia sẻ, đăng ký kênh và bấm thông báo để có video mới, ủng hộ cho kênh mình. Thank you.